shop về một cặp cơ xích e cho 671, động cơ 67cc, máy nặng 6kg. Dòng này lồi đồng quý đá siêu bền, sản xuất tại Nhật. Máy còn rất đẹp quá nhé. Một cây thì hai cây này nó giống nhau thôi. Tất cả mọi thứ đều thay thế cho nhau. Nó chỉ khác cái lọc gió này, nó làm cái lọc gió lớn để cho các bạn có thể cưa 565 không cần vệ sinh lọc gió. Và cái thứ hai là cái ốp lam trong nó làm khuyết vậy để cho ra phôi nhiều ấy. Đi nguyên bản luôn nhá. Máy chạy rất ngon luôn. Hai cây này nó dùng lam thép nha bạn nhá. Cây lam này của nó rất là tốt, chất lượng bằng 10 lần cây lam mới, giá 1 triệu rồi đấy. Siêu bền luôn. Giờ em sẽ test tiếng nổ cho bạn nghe nhé. Nó mua vui lòng alo. Hai cây này mai em sẽ làm cái video test cắt gốc cây nhé, cắt đất đĩa đá nhé. Các bạn sử dụng đào cây cực kỳ tuyệt vời luôn.